Dưới bàn tay khéo léo của nghệ nhân dân gian, những sản phẩm lá dừa độc đáo đã ra đời. Từ đóa hoa mộc mạc đến chiếc cổng cưới đậm đà chất văn hóa miền Tây. Người trẻ hôm nay đang tìm cách bảo tồn và phát huy sức sáng tạo của các thế hệ nghệ nhân dân gian miệt vườn Nam Bộ. Với những người lớn lên từ miệt vườn sông nước miền Tây, ký ức tuổi thơ chắc hẳn đã khắc ghi những hình ảnh này. Ngày nay, thắt lá dừa đang dần phát triển để trở thành một loại hình nghệ thuật dân gian chứa đựng những dấu ấn nền văn minh miệt vườn. Sản phẩm lá dừa gợi nhớ nếp sống mộc mạc, gắn bó với thiên nhiên của cha ông thuở trước, nhắc nhớ một miền Tây ấm áp thanh bình. Được thành lập năm 2014, nhóm Cổng Cưới Miền Tây do Phan Ngọc Sang đứng mũi chịu sào. Sinh ra ở Tiền Giang, tuổi thơ của Sang khá quen thuộc với những món đồ chơi được làm từ lá. Mỗi lần trong xóm có đám cưới, Sang theo các chú các anh phụ làm cổng cưới bằng lá dừa. Lớn lên, Sang theo học nghề cắm hoa, thời gian rảnh vẫn tham gia làm cổng. Mỗi lần làm xong, Sang chụp ảnh khoe với bạn bè. Được nhiều người khen ngợi, Sang mạnh dạn tìm kiếm nhân sự, mở dịch vụ làm cổng cưới từ loại vật liệu này. Bây giờ đám cưới người ta là thuê cổng rạp bằng sắt, hoa tươi, hoa giả rồi thì nó nhiều. Thì tụi em cũng muốn giữ gìn lại những gì mà ông bà ta đã làm từ xưa đến nay. Đám cưới thì phải có lá dừa rồi đụng đỉnh rồi thì nó giống như lúc xưa thì vậy thì nó hay. Thì lúc mới làm mà làm chưa quen nó mệt lắm. Tại vì làm này đôi khi phải gian nắng ngoài nắng 3-4 tiếng đồng hồ. Nhưng mà khi mà làm xong thì khách hàng, nói chung là chủ nhà khen, người đi đường đi ngang thấy cũng khen, cũng vui. Muốn đi ra những chỗ mà nó xa hơn, đặng mình đem cái nét văn hóa của người miền Tây mình đi đến những cái chỗ khác. Nhóm Cổng Cưới Miền Tây hiện có 7 thành viên, sống trên địa bàn 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Phần lớn trong số họ là nam với tuổi đời còn khá trẻ. Ngày thường, mỗi người đều có một công việc riêng để mưu sinh, như làm tài xế, cắm hoa, đầu bếp, vân vân. Chỉ khi có sự kiện, họ mới tập hợp lại. Cổng Cưới Miền Tây đã đặt chân đến nhiều tỉnh thành như Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí lên tới Đắk Lắk. Vật liệu chính để làm cổng cưới thường là lá dừa ta và lá dừa nước. Ngoài ra còn được kết hợp thêm một số vật liệu trang trí khác nhằm tạo màu sắc như bông hoa, cây trái, vân vân. Làm cổng cưới không khó nhưng rất cực công. Đầu tiên, tùy theo mẫu đặt hàng mà chuẩn bị nguyên liệu. Sau đó, tùy thực địa mà chọn vị trí phù hợp, làm khung sườn định hình cổng. Tiếp đến là lợp cổng, lợp mái, rồi bấm hoa, gắn rồng, phụng, vân vân. Cuối cùng, thêm phần thắt hoa, gắn chữ, coi như cổng đã hoàn thành. Ở nhà cũng, nói chung là đồ nghề cũng còn thiếu nhiều lắm.
thì làm cũng hơi khó khăn, là sao mình mới đi mình tìm thấy mấy ông thợ mới làm bên gỗ đó, có mấy cái súng bắn gỗ này nè, mình thấy mình cũng hay, mình tận dụng được đấy, mình xài xài đó rồi mình thấy mình mới lên, mình cũng học hỏi trên YouTube đó. Mình thiết kế mẫu thêm rồi đi làm, rồi khách có yêu cầu mẫu của khách đó, rồi mình cũng theo theo mẫu mình làm như đó, rồi mình sáng kiến ra. Cái nghề thì nói chung là cực thiệt, nhiều lúc đi làm đó là đi chặt lá nè, rồi bị ong rượt không, rồi lội nước chặt, rồi thấy cực lắm. Nhiều lúc bữa nay trời mát nè, chứ thường bữa nắng dữ lắm, nhằng nắng khoảng 5-6 tiếng đồng hồ ngoài nắng luôn, nắng dữ lắm, nhưng mà thấy làm đẹp, mình đam mê thì mình theo nghề. Tiên mình để tạo là công ăn việc làm cho các bạn, rồi mình sẽ giữ được cái nét truyền thống văn hóa ở quê mình đó. Thoạt đầu, không phải mẫu cổng nào làm ra cũng được khen, nhờ làm riết mà quen tay. Cổng cưới miền Tây có kế hoạch tiếp tục học hỏi, trau chuốt tay nghề và sáng tạo thêm những mẫu mới. Bên cạnh đó, nhóm cũng ứng dụng những mẫu thắt dân gian như chiếc nón, loài vật, bông hoa làm họa tiết trang trí. Một cổng cưới ba người làm trung bình mất một ngày. Cổng trang trí kiểu rồng phụng cực công hơn thì mất 2 ngày. Một cổng cưới đẹp không chỉ nhờ kỹ năng thắt lá dừa, mà còn bởi tấm lòng được người làm gửi gắm. Cổng cưới lá dừa gợi nhớ nghĩa tình thôn xóm, nếp sống hiền hòa, bình yên của ông cha thuở trước. Hai chị em Đinh Kim Ngân, Đinh Kim Duyên đang trình diễn kỹ năng thắt lá dừa, giúp du khách thể nghiệm làm đồ chơi dân gian từ lá dừa. Đinh Kim Ngân chính là người đã thành lập câu lạc bộ thắt lá dừa Bến Tre. Mục đích của câu lạc bộ là phát triển sản phẩm lá dừa thành sản phẩm du lịch đặc trưng tỉnh Bến Tre. Ý tưởng này đã đạt giải khuyến khích cuộc thi tìm kiếm ý tưởng dự án khởi nghiệp tỉnh Bến Tre lần thứ nhất, đồng thời lọt vào vòng bán kết cuộc thi dự án khởi nghiệp từ nông nghiệp lần thứ 3 năm 2017. This is especially is very special because like I never imagined that like just one natural leaf can be turned to the like these kinds of you know toys. Quite impressive. Hiện tại thì cái nguồn nguyên liệu của địa phương mình thì rất là dồi dào. Mình thấy bà con thì đốt bỏ hoặc là độn bỏ vậy đó, nên mình suy nghĩ là mình phải tận dụng thêm cái mình tận dụng cái nguồn nguyên liệu đó để mình tạo ra cái giá trị cho cây dừa, để bà con có thể tăng thêm thu nhập từ cái nguồn trồng dừa với lại dừa nước của mình. Thì với lại mình cái với các bạn mà ở trong địa phương mình á rất là đam mê thì để làm ra những sản phẩm từ lá dừa, nên mình quyết định là thành lập ra cái nhóm của mình. Mình muốn tập hợp các bạn mà có sự đam mê giống như mình, với lại cái mục tiêu mà xa hơn của nhóm của câu lạc bộ mình á là mình muốn giải quyết việc làm cho các bạn mà thanh niên rỗi nghề tại địa phương, với lại các bạn học sinh mà sinh viên mà muốn tăng thêm thu nhập á, các bạn học sinh sinh viên khó khăn, với các phụ nữ mà rỗi nghề ở tại địa phương mình.
Từ lúc còn nhỏ, Ngân đã yêu thích trò chơi thắt lá dừa. Lớn lên, có thời gian nhàn rỗi sau giờ làm việc, Ngân thường lên mạng tra cứu, học hỏi cách thức thắt lá dừa. Năm 2015, lễ hội dừa tỉnh Bến Tre trở thành cơ duyên để những người có cùng sở thích thắt lá dừa gặp nhau và cho ra đời câu lạc bộ. Hiện nay, câu lạc bộ thắt lá dừa có hơn 10 thành viên, đa phần là nữ. Họ làm nhiều nghề như giáo viên, công chức, hướng dẫn viên du lịch, kế toán, vân vân. Sau giờ làm việc, họ cùng nhau gặp gỡ, tham gia sinh hoạt. Sản phẩm của câu lạc bộ thắt lá dừa chủ yếu là hoa, quà lưu niệm, trang trí sự kiện, sân khấu, vân vân. Câu lạc bộ còn nghiên cứu cách nhuộm thêm màu sắc, giữ cho lá tươi lâu. Nghề cực công đòi hỏi sự tỉ mỉ, nhưng khi sản phẩm ra đời thì những nhọc nhằn cũng tan theo. Nghệ thuật thắt lá dừa hiện đang được rất nhiều người ưa chuộng. Những sản phẩm thắt lá dừa như hoa, cổng cưới nhìn đơn sơ mộc mạc nhưng không kém phần tinh tế hiện đại. Kết hợp với những chuỗi sản phẩm khác từ dừa, câu lạc bộ thắt lá dừa Bến Tre đang hướng đến mục tiêu thành lập một khu trưng bày giới thiệu sản phẩm, đồng thời mở cửa cho du khách tham quan, thể nghiệm. Em yêu thích cái thắt lá dừa đó và được một người thầy ở trường cao đẳng lúc em học giới thiệu vào tham gia câu lạc bộ. Và khi em tham gia câu lạc bộ thì em học được rất là nhiều kỹ năng, là em rất là bất ngờ khi mà từ cái lá dừa mình có thể tạo hình ra rất nhiều sản phẩm như là hoa hồng, rồi các con vật, các món quà mà mình có thể tặng khi mà du khách đến thăm Bến Tre. Em cảm thấy nó rất là đẹp. Rồi với qua cái phần mà em tham gia thì em cảm thấy là cái nguồn giống như là lá dừa, nguyên vật liệu từ lá dừa từ quê hương của mình á, được giới thiệu rộng rãi hơn và được nhiều người biết đến hơn. Nó là một cái nét đẹp truyền thống mà hiện tại thì nó cũng đang dần hiện đại lên theo cái cuộc sống bây giờ á. Em thấy nó rất là ý nghĩa. Học thắt lá dừa cũng khó, nói chung là đòi hỏi sự tỉ mỉ, rồi nếu mà không có sự kiên trì thì chỉ thắt không có được. Ngày nay thì với thế hệ trẻ thì thường chọn cái phong cách là hiện đại, thì riêng tôi thì lại chọn cái phong cách cổ điển vì nó gắn với cái truyền thống của ông bà, của quê hương, của địa phương mình. Cây dừa nó đã gắn bó với quê hương, với tuổi thơ của tôi, nơi tôi được sinh ra và lớn lên. Thì bản thân cũng là một người con đi xa quê, thì tôi cũng muốn lưu giữ lại những gì truyền thống của ông bà, của quê hương mình. Thì qua đây thì tôi cũng muốn cái thế hệ trẻ đó thì cũng nên phải biết lưu giữ lại những cái truyền thống tốt đẹp về những cái nét văn hóa đặc trưng của vùng miền, của địa phương mình. Hiện nay, đưa văn hóa bản địa vào phát triển du lịch đang là một hướng đi được nhiều người trẻ lựa chọn trong hành trình lập thân lập nghiệp tại quê nhà. Theo đó, bản sắc văn hóa đồng quê, văn hóa miệt vườn có cơ hội được lưu giữ, bảo tồn và phát triển hòa trong những dòng chảy văn hóa khác, làm nên sự phong phú đa dạng cho đời sống văn hóa của người